Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu từ địa hạt Tyro qua Sidon đến gần biển Galilea giữa biển Thập Tỉnh. Người ta đem đến cho người một kẻ điếc và xin người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Đoàn ngước mắt lên trời, người thở dài và bảo: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai anh ta được soi sáng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai cả. Nhưng người càng cấm thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, người ta thường hay đổ lỗi cho cái lưới không xương nhiều đường lắt léo. Nhưng nếu như chỉ có cái lưới thì vấn đề chẳng đến nỗi tệ hại như vậy. Thực vậy, cái lưới có múa rượu qua mắt thợ, có ton hót hay dèm pha cỡ nào mà không có sự hỗ trợ của cái tai thì chó sủa đàn, lạc đà vẫn đi, chẳng có chuyện gì xảy ra. Tai hại nhất là cái tai không biết phân biệt tốt hay xấu, thật hay giả, thì mới có chuyện nhà báo nói láo ăn tiền. Nếu nguyên chỉ có những cái lưới vẽ vời để biến một công ty đang thua lỗ hàng chục tỷ đồng thành công ty đang trên đà phát triển, mà không có cái tai của một ông to bà lớn nào đó gật gù móc ngoặc, thì làm gì có chuyện nhà nước phải thất thoát tài sản như cơm bữa vậy. Tai và lưỡi là hai cơ quan truyền thông quan trọng trong đời sống con người. Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay đã chữa lành một người bị câm điếc để anh ta nghe được và nói được. Vấn đề chúng ta cần suy nghĩ là phải nghe gì và nói gì, nếu không muốn mắc tật sò xiên theo kiểu nước đổ đầu vịt hay ông nói gà, bà nói vịt. Trước hết, hãy nghe và khoan nói. Đối với trẻ em, phải tập nghe trước khi tập nói, thì đối với người lớn, nghe lại càng là một nhu cầu cần thiết trước tiên để có thể có những khả năng khác, nhất là trong đời sống chung. Người không biết lắng nghe thì có nói hay mấy chăng nữa cũng chẳng thể cải thiện được tình thế. Người ta nổi nóng hay tức giận nhiều khi cũng chỉ vì nói mà chưa kịp nghe, nói nhiều hơn nghe. Ngậm nước bớt giận cũng là cách hạn chế cái lưới, để cho cái tâm và cái đầu có thời gian hạ hồi phân giải. Tuy nhiên, không phải là muốn nghe thì nghe, bất luận tốt xấu. Chúng ta thường thích nghe cái tốt của mình hoặc nghe cái xấu của người, còn cái xấu của mình thì bỏ ngoài tai. Người như thế không thể sửa mình và không thể tiến bộ. Chúng ta cần được Chúa mở tai để được nghe lời của Chúa là lời đưa đến sự sống đời đời. Thứ đến, phải tập uốn lưỡi 7 lần. Lưỡi là một món ăn ngon, và biết ngon cũng là nhờ cái lưỡi thường nếm. Nhưng lưỡi cũng là cái tồi tệ nhất. Miệng lưỡi nhiều khi ác độc còn hơn cả rắn. Chúa Giêsu dạy chúng ta: có thì nói có, không thì nói không. Nói thêm thắt là do ma quỷ xúi dục. Tiền nhân dạy chúng ta uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, để chỉ nói những lời xây dựng, những lời hay ý đẹp, những lời ca tụng Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc sống chung có 3 thứ câm: câm vì không dám tuyên xưng đức tin,
câm vì không dám nói sự thật, và câm vì không muốn chia sẻ cho người khác. Trong cuộc sống cũng có nhiều cách nói, không nhất thiết phải nói bằng lời. Có người nói bằng cử chỉ, có người nói bằng hành động, và có người nói bằng sự im lặng. Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo là một cách nói có sức thuyết phục người nghe nhất. Chẳng ai muốn mình bị câm điếc, nhưng trong thực tế không thiếu những người bị câm điếc. Chúng ta bị điếc khi mình mất khả năng lắng nghe người khác, hoặc nghe mà lại nói theo ý mình, hoặc nghe mà không nhận thức được đúng hay sai, nên nói năng chẳng đâu vào đâu, để gây ra những thiệt hại đáng tiếc vì nghe sai, nói chật. Vì thế chúng ta không thể luôn tin những gì bằng đôi tai, nhưng luôn có thể tin vào những gì nghe và nói bằng con tim của mình. Vì thế, có những cái không nên nghe và có những điều không nên nói, nhưng cũng có nhiều cái phải tập nghe và tập nói.